Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, chiều 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Khi tòa công bố mức án, bà Lan loạn trọng, được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó bà tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Một luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1 điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015, Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật hình sự quy định. Hiện nay trong bộ luật hình sự hiện hành có 18 tội phạm áp dụng hình phạt tử hình, trong đó nhóm tội liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tội tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo luật sư, trong vụ án này, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật. Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Trương Mỹ Lan được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ 12 tháng 4. Tính đến ngày 25 tháng 4, chỉ còn 2 ngày để các bị can kháng áo. Hiện tại chưa có thông tin bà Lan có gửi đơn xin ân giảm hay không và chưa có thông tin các bị cáo có kháng cáo hay không. Trước đó tại cuộc họp báo quý 1 năm 2024 của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Bộ Tư pháp đã thông tin về việc thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo ông Nguyễn Thắng Lợi, vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát thiệt hại rất lớn, được nhà nước xã hội quan tâm đặc biệt. Do đó, Tổng cục thi hành án đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành dân sự địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, cán bộ hướng dẫn nộp đơn thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật sẽ tổ chức theo đúng quy định pháp luật. Cũng liên quan bà Trương Mỹ Lan, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vụ án có số bị hại rất lớn thuộc giai đoạn 2 của vụ án. Liên quan vụ 7 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở Yên Bái. Công an tỉnh này đã khởi tố bắt tạm giam một nhân viên tại đây. Theo các cơ quan liên quan, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do sai sót trong thực hiện quy trình vận hành sửa chữa, dẫn đến vụ tai nạn lao động thảm khốc. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng chuyên gia về cơ khí chế tạo máy cho biết, khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định, rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền. Kết quả của quá trình nghiền là tất cả các vật liệu cần nghiền như quặng, sỏi, đá, kim loại rắn đều thành bột. Sau đó vật liệu được đưa ra ngoài bằng hệ thống Cislon để kết thúc quá trình nghiền của máy nghiền bi và trải qua các bước trong dây chuyền nghiền quặng. Theo một chuyên gia an toàn vệ sinh lao động, những người trực tiếp tham gia sửa chữa bảo dưỡng phải hiểu rõ và áp dụng đúng quy trình lock out, tag out, loto, một quy trình an toàn được sử dụng để kiểm soát năng lượng nguy hiểm trong các thiết bị và máy móc trước khi bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng hiểu một cách đơn giản lô tô là một quy trình theo trình tự gồm tắt khóa nguồn điện gắn biển báo tháo khóa và gỡ biển báo trong đó thao tác khóa nguồn điện là tiên quyết và rất quan trọng nhân viên kỹ thuật thường dùng các van chốt để cô lập nguồn năng lượng đưa tới máy trong quá trình này không thể thiếu biển cảnh báo biển cảnh báo này giúp ngăn chặn việc khởi động hoặc kích hoạt thiết bị một cách vô ý ngoài ra khi thợ đang bảo dưỡng máy móc quản lý vận hành phải cắt cử một người quan sát túc trực tại nguồn cấp sau khi hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa hoặc bảo dưỡng, người giữ chìa khóa tủ điện phòng điện cần xác nhận lại mới mở khóa, tháo biển cảnh báo và cho phép đóng nguồn điện. Theo Tiến sĩ Lê Đức Hùng, sự việc đau lòng khiến 7 người tử vong chủ yếu do sự chủ quan của cá nhân, vụ việc cho thấy người lao động không tuân thủ đúng quy trình vận hành, quy trình an toàn khi làm việc với thiết bị quay. Ở đây có thao tác cắt điện để sửa chữa nhưng không có biện pháp ngăn chặn khả năng đóng điện trở lại thiếu biển báo, cảnh báo và không có người giám sát an toàn. Đây là những vi phạm nguyên trọng trong quy trình an toàn lao động. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, nhóm công nhân đang sửa chữa bảo dưỡng động cơ máy nghiền tại tổ máy nghiền xi măng số 3, nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, thì xảy ra sự cố khiến 7 người thiệt mạng, 3 người bị thương. Bước đầu, Công an tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động do có sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa máy móc Căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Bị can Hùng là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái. Hiện công an Yên Bái đang mở rộng điều tra vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây, với vai trò chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ban hạ tầng đã có buổi làm việc với nhà thầu thi công là công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tình hình thi công gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên. Tại buổi làm việc, Ban Hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai trên công trường của công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của hai gói thầu trên. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30 tháng 3 năm 2025 theo đúng mốc thời gian như cam kết nêu trên của nhà thầu. Nhà thầu này phải triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga. Có trách nhiệm lặp lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL05, XL06, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong đó, nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về ban hạ tầng trước ngày 27 tháng 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giao liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, trường hợp sau 30 tháng 4, chủ đầu tư kiểm tra công trường chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà tập đoàn Thuận An cam kết nêu trên các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL05, gói thầu XL06, thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu. Tham Lương, Bến Cát, Dạch Nước Lên là kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32 km, qua 7 quận huyện ở thành phố gồm 12 Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây hơn một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ ngân sách. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004, do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Vừa qua, Ông Hưng đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Hiện ông Trần Đức Khoa, Phó Tổng giám đốc công ty được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá kèm theo gió mạnh gây thiệt hại về hoa màu, tài sản cho người dân. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, mây đen bao trùm các xã ở huyện Vân Hồ. Ít phút sau, rông lốc xuất hiện kèm theo mưa đá, trận mưa kéo dài chừng 15 phút, hạt đá to bằng đầu đũa, trút xuống mái tôn gây tiếng ồn lớn. Theo người dân sinh sống ở huyện Vân Hồ, trận mưa đá vừa xảy ra được coi là hiếm gặp bởi lượng hạt đá rơi xuống đất rất lớn. Lượng mưa đá dày hạt Kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5 đến 2 cm. Ông Tính A Chìa, bí thư đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết những nhà lập tấm phi pro đều bị thủng. Cả nghìn hecta rau, mận, cam, lê, dâu tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Tráng thị dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết bàng hoàng vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà mương rau sau nhà chị dụ đã phủ trắng đá. Theo chị dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện đã ra soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu trên địa bàn có một số diện tích nông nghiệp của người dân bị thiệt hại. Trước đó, hôm 12 tháng 4, tại Sơn La cũng xảy ra trận mưa đá kèm gió mạnh, gây thiệt hại hơn 80 hecta mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân ở xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Trận mưa đá kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên địa bàn xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La đã làm dụng quả, gãy cành nhiều cây mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân. Thiệt hại nhiều nhất là tại các bảng Hang Mon 1, Hang Mon 2 và Bó Rôm với khoảng 80 hecta diện tích bị thiệt hại. Từ ngày 17 tháng 4 đến nay, khoảng 15 tỉnh thành miền Bắc xuất hiện rông lốc, mưa đá. Thống kê sơ bộ khoảng 12.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hại. Tại Hà Nội, Trận rông lốc kèm mưa đá tối 20 tháng 4 đã giật đổ hơn 250 cây xanh, làm hư hỏng hàng chục phương tiện. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc những ngày qua rông lốc mưa đá do tác động của khối không khí lạnh yếu, cùng với hội tụ gió trên độ cao 1.500m. Miền núi xuất hiện nhiều hơn hạt đá dày hơn do địa hình núi cao, rừng đan xen là điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây mưa đá. Trên trầm mạng gần đây, liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu, đắt nhất lên đến 2,2 triệu đồng 1 kg. Các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác ve sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Hà Văn Tê, Cao Bằng, một người chuyên thu mua xác ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng gửi xe khách về Cao Bằng là Tê nhận thu mua hết. Hà Văn Tê hướng dẫn, vì sắc ve sầu chia ra làm 4 đến 5 loại khác nhau, với giá mua cũng khác nhau, nên các anh đi thu sắc ve sầu về thì nhớ chia riêng ra. Loại to sẽ được mua với giá tiền cao, đắt nhất là loại sắc to, chiều dài khoảng 3cm, màu đậm, với giá thu mua là 2,2 triệu đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn, nhạt mỏng hơn thì giá rẻ hơn. Để chính xác nhất, khi gom được sắc ve sầu, hãy chụp ảnh lại từng loại, gửi qua cho tôi, tôi sẽ báo giá. Chị Tòng Thị Tê, Mai Sơn Sơn La cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4 đến 5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc. Họ mua 7 đến 8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve sầu tôi cũng không tin. Cứ nghĩ là họ treo đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1 kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật, giá lại còn cao, thấp nhất là 400 đến 500 nghìn đồng 1 kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng 1 kg từng đi nhặt xác ve sầu để bán hơn 5 năm qua, anh Thanh chú tại xã Trường Rong, Mai Sơn Sơn La cho biết, những loại xác ve sầu tại địa phương, giá cao nhất anh bán được là 1,2 triệu đồng 1 kg. Theo anh Thanh, xác ve sầu có nhiều nhất ở nương cà phê và bơ, người dân thường chỉ bắt ve sầu non để bán với giá vài trăm nghìn đồng một kg. Xác ve sầu sau khi lột còn vương lại trên thân cây, lá cây và mặt đất nhưng ít người nhặt vì biết bao giờ mới gom đủ 1 kg. Anh Thanh cho biết thêm, trước đây thương lái thu mua sắc ve sầu với giá chỉ 300.000 đồng một kg. Những năm gần đây, giá thu mua loại hàng này lại ngày một cao, bây giờ đã lên đến hơn 2 triệu đồng một kg. Anh Thành giải thích, sắc ve sầu được gọi là thuyền thoái hay thuyền sắc là một loại dược liệu trong đông y, có nhiều tác dụng đối với sức khỏe y tế như thanh nhiệt, phong trần, giải kinh, tiêu viêm. Do đó, người xưa đã dùng sắc ve sầu để làm ra rất nhiều bài thuốc, cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Theo bà DH, một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi, Con Tum, ve sầu có hai loại, một loại xác mỏng có màu đỏ tươi, một loại xác dày có màu tối sậm hơn, loại xác mỏng giá thấp hơn loại xác dày, giá xác ve cũng dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một kg. Từ nhiều ngày qua, bà DH tìm mua xác ve sầu rồi bán lại cho thương lái Trung Quốc. Để có đủ hàng bán cho thương lái nước ngoài, những thương lái ở Con Tum không ngại mua từ một lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua, không giới hạn khối lượng. Không chỉ bà LS mà còn rất nhiều thương lái khác đang lùng mua sắc ve sầu với giá dao động từ 700.000 đồng 1 kg đến 2 triệu đồng 1 kg. Càng ngày giá của loại mặt hàng này càng được đẩy lên cao đến chóng mặt, thậm chí có nhiều người còn bỏ giờ công việc làm nông để tìm gom sắc ve sầu. Theo ông Nguyễn Thanh Nghi, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, huyện đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua xác về sầu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, giả soát lại tình trạng thương lái thu mua xác về sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, động cơ mục đích của thương lái trong việc thu mua xác về sầu là gì. Trên cơ sở báo cáo của các xã huyện sẽ có những chỉ đạo, khuyến cáo cụ thể. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với ba cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các người bị hại, người vay tiền, thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản tranh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của bốn bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của bốn bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội. Bị cáo Trần Quý Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt phạm tội lần đầu, tác động người thân nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi, hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tạo công an việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân trường. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo. Cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để gian đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng nên hội đồng xét xử xem nhẹ cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ hồ sơ vụ án, các chứng cứ, tài liệu, tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính cho Ủy ban Nhân dân phường Hà An và phường Phong Hải Quản lý đã xảy ra vụ tai nạn chìm đắm phương tiện thuyền nan có chiều dài gần 6 mét. Trên phương tiện này có chị Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh là chủ phương tiện, và 5 công dân đi làm thủy sản, ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã, Ủy ban nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An, thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông, bộ công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Cùng với đó, thị xã Quảng Yên yêu cầu các địa phương dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 4, chính quyền các địa phương đã huy động thêm lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, tích cực ra soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua điều tra của cơ quan chức năng trong quá trình nhóm người trên khi đang di chuyển để đánh bắt thủy sản từ bến đò tại phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An, thị xã Quảng Yên thì bất ngờ dông lốc xuất hiện làm lật thuyền. Sau đó có hai người may mắn bơi được vào bờ nhưng bốn người còn lại đã mất tích. Chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp sinh năm 1980 trú tại thôn 52 xã Liên Vị thị xã Quảng Yên may mắn bơi được vào bờ được cứu hộ an toàn. Bốn người mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị Hương 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa 45 tuổi cùng trú tại thôn 1 xã Liên Vị thị xã Quảng Yên, bà Dương Thị Cường 58 tuổi trú tại thôn Cẩm Liên xã Cẩm La thị xã Quảng Yên. Nhiều chuyên gia tính toán kênh đào Phù Nam Teco mà Campuchia triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm đến 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên, Đại học Cần Thơ cho biết, dự án kênh đào sẽ chảy qua một vùng đất có khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, tạo ra một cơ sở phát triển kinh tế cho Campuchia. Sắp tới, dân số ở khu vực này sẽ gia tăng nhờ đô thị hóa hai bên kênh và nhiều cơ sở thương mại dịch vụ hậu cần cũng phát triển theo. Chuyên gia nói vì thế nếu tính đầy đủ thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp đô thị từ dự án 1,7 tỷ đô la Mỹ này, thì nước trên sông Tiền và sông hậu, hai phân lưu của sông Mekong về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Những năm khô hạn thì sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn và cho biết thêm rằng với mực suy giảm, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng hơn nữa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, con kênh này khi mà đào đất sẽ đắp ra hai bên thành đường, thành phố, khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó, trở thành một con đê chắn ngang qua cánh đồng lũ từ sông Hậu đi. Và khi chắn ngang qua như vậy thì phía bắc của con kênh sẽ ngập nhiều hơn và phía nam con kênh tức là phía Việt Nam sẽ ít nước, phù sa ít và lượng cá ít hơn tất cả những công trình mình làm ở vùng tứ giác long xuyên gần như mất tác dụng mất chức năng hết những cống đập tha la trà sư hay những vùng đất ngập nước hay là những đe bao ba vụ hay là những khu dân cư vượt lũ trở thành vô dụng bởi vì hiện nay không còn lũ lại còn giảm lũ nữa thì mấy cái này không còn ý nghĩa gì nữa Đặc biệt, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trong vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có thể phải điều chỉnh vì trước đó đã không có xem xét yếu tố hố kênh đào Phù Nam Teco là nhân tố mới liên quan nguồn nước. Chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân. Thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng. Tiến sĩ Tuấn đề nghị, trước mắt Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia kinh nghiệm khách quan. Sau khi phê chuẩn dự án Gendal Phunam Teco, vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, giới chức Campuchia đã thiết lập Ủy ban Liên Bộ để triển khai công trình dài 180 km, tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, kênh đào được khởi công cuối năm nay, hoạt động năm 2028, tức thời gian xây dựng chỉ 4 năm. Từ những tác động lớn, nếu dự án kênh triển khai, ông Đặng Thanh Lâm, Viện Phó Thủy lợi và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần đề xuất Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và Campuchia sớm cung cấp đánh giá tác động môi trường liên quan dự án. Theo ông Lâm, Viện Thủy lợi và Môi trường đang lập quy hoạch phòng chống thiên tai cho đồng bằng sông Cửu Long. Việc lập quy hoạch mà bỏ qua tác động từ dự án này sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài. Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 40.000 km vuông với hơn 17,4 triệu người, chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng, và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hàng mạng nghiêm trọng, là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Liên quan đến phản ánh thầy giáo bị tố quấy rối nữ sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đặng Minh Thông đã ký văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý vụ việc trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che và không làm đối phó. Cùng đó, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chứng chỉnh toàn diện trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục. Theo báo cáo ban đầu của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi nhận được phản ánh về sự việc thầy giáo HVM bí thư đoàn giáo viên thể dục của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp 11. Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu, sở, tiến hành xác minh từ ban đầu và làm việc cùng các bên liên quan theo quy trình. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm. Người có đơn thư phản ánh giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực nhưng không cung cấp được minh chứng do đó nhà trường và sở không có cơ sở để xác minh. Từ đó, Sở Giáo dục Đào tạo kiến nghị sự hỗ trợ vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ sự việc. Như đã đưa tin trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đơn kêu cứu của bà DTT, 54 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu, phản ánh việc con gái đang học lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, bị thầy giáo HPM quấy rối. Theo đơn trình bày, sự việc được con gái bà T kể lại xảy ra khoảng 3 tuần trước. Khi đó, thầy M gọi con gái bà đến hội trường A tại trường và có nhiều hành động thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, qua làm việc với ban giám hiệu trường, các cơ quan chức năng và phụ huynh, thầy giáo mờ khẳng định không có hành vi thiếu chuẩn mực đối với nữ sinh. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên khu vực biển Lý Sơn vừa xảy ra vụ chìm tàu kéo theo xà lan chở đá. Theo bà Hương, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện nên đã trình báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng vớt được 3 thi thể. Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Trong khi đó, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông tin rằng sáng ngày 24 tháng 4, tàu kéo LA-06695 kéo theo xà lan LA-06883 di chuyển từ Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam đi Lý Sơn, Quảng Ngãi trên hành trình đến khu vực biển gần đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Đến 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4, cơ quan chức năng đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng di chuyển trên biển mà cảng vụ hàng hải Quảng Nam cung cấp, thì trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đang triển khai nghiệp vụ chuyên môn phối hợp với Ủy ừ ban Nhân dân huyện Lý Sơn, đồn biên phòng huyện Lý Sơn, triển khai hoạt động tìm kiếm hai thuyền viên còn lại. Tàu kéo LA06695 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh mang cấp đăng kiểm VRSB DVKT9 GT40 công suất máy 350 CV, xà lan LA06683 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh mang cấp đăng kiểm VRSB DVKT 1366,49 GT 659,7 theo đó, ông Bùi Thế Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Tiên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng ông NDC, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Ông C trước đó bị phụ huynh tố cáo quan hệ với em Y dẫn đến em mang thai. Ông Dũng nói, ông C đã vi phạm đạo đức nhà giáo, làm mất uy tín cá nhân và tập thể trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Chúng tôi đã họp chi bộ cho quyết định khai trừ khỏi đảng với ông C, sắp tới đơn vị sẽ xử lý về mặt chính quyền cho tương xứng với hình thức bên đảng. Ngoài ra, ông C đã thống nhất với gia đình em Y sẽ sinh con ra, sau đó sẽ đưa đi xét nghiệm ADN, nếu là con của ông C thì ông này sẽ có trách nhiệm, còn ai nuôi thì do hai bên tự thỏa thuận. Từ đây đến khi xét nghiệm, các chi phí được ông C lo cho nữ sinh Y đến khi sinh con theo ông dũng ông c hiện tại vẫn còn trong quá trình đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra của công an thành phố hà tiên ông dũng nói thêm trường có quy tắc ứng xử của giáo viên về đạo đức nhà giáo và đã được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn có giáo viên vi phạm ông c có vợ con nhưng sau câu chuyện này thì tình nghĩa vợ chồng đã bị ảnh hưởng rất nhiều Trước đó vào tháng 2, mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà Trần Thị S, 51 tuổi, thành phố Hà Tiên, phụ huynh của em k tố con gái bà bị thầy giáo C dụ dỗ, rủ đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai. Trong đơn tố cáo, bà S nêu rõ, ông C đã nhiều lần điện thoại rủ con gái bà đi uống cà phê trò chuyện. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, ông C gọi y đến nhà nghỉ rồi nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ. Ngày 30 tháng 1, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, Bà S được con đi xét nghiệm mới phát hiện con có thai hơn 26 tuần. Mới đây mạng xã hội lan truyền hai đoạn video, một video dài 8 giây và một video dài 18 giây, trong đó video 8 giây ghi lại cảnh cháu mẫu giáo bị cô giáo mặc áo đen ép vào góc tường, dùng vật gì đó tác động vào đầu rồi dùng tay có thêm tác động vào mặt cháu. Cháu trai trong clip sợ hãi khóc lớn dùng tay che mặt. Trong video 18 giây ghi lại, cô giáo này có động thái đè cháu xuống sàn, sau đó ngồi lên người cháu và liên tục nhét thức ăn vào miệng khiến cháu này khóc lớn. Trong clip, nữ giáo viên nói với cháu há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không. Sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều cháu mầm non khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tý Bò nằm trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Trong sáng ngày 24 tháng 4, công an phường Linh Đông và các đơn vị đã đến lớp mẫu giáo này để lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất dữ liệu camera. Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Linh Đông cho biết, sáng nay phường đã mời chủ cơ sở này lên làm việc. Hiện phường đang làm báo cáo gửi về thành phố để đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Phía công an cũng đã vào cuộc điều tra. Bà Loan cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4 cháu trai trong vụ việc cũng đang được đưa đi giám định thương tích. Phía Ủy ban Nhân dân phường sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phía phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc, đã đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh xử lý. Mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Trung tướng Tô Ân Sô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn, công ty bất động sản Thăng Long và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong quá trình công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề để nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản Thăng Long. Các ông Khước, Hải và ông Nhiệm đã nhận tiền của hậu để chỉ đạo bà Hương thông qua ông Nghĩa và ông Huy tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, cũng như áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm 19 đến ngày 21 tháng 4, 11 tỉnh gồm Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh xuất hiện dông lốc mưa đá. Lốc giật sập ngôi nhà ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang, làm cháu 5 tuổi tử vong, 8 người khác bị thương, gồm 3 người ở Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, mỗi nơi 2 người, Phú Thọ 1 người. Gần 7.000 ngôi nhà bị sập đổ tốc mái. Riêng trận dông lốc chiều và đêm qua đã làm gần 5.100 nhà hư hại. Sơn La chịu thiệt hại nặng nhất với gần 3.500 nhà. Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, mỗi tỉnh trên dưới 900 căn. Dông gió cũng khiến 53 điểm trường, 26 trụ sở cơ quan, 11 nhà xưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái hư hỏng. 17 cột viễn thông, 29 cột đèn chiếu sáng, gần 200 cột điện bị gãy đổ. Do hư hỏng đường điện 110 kV, huyện Phù Yên Sơn La bị mất điện toàn huyện từ chiều 20 tháng 4 đến sáng nay chưa có lại. Ngoài ra, hơn 1.500 hecta lúa hoa màu, hơn 200 hecta cây lâm công nghiệp thiệt hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết gần một tuần qua, miền Bắc xuất hiện dòng lốc mưa đá do rảnh áp thấp trục 24-26 đến 26 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí mát từ Trung Quốc tràn xuống. Dự báo tình trạng này duy trì đến hết ngày mai, tập trung ở các tỉnh miền núi vào chiều và đêm. Trước đó, ngày 17-19 đến ngày 19 tháng 4, dòng lốc mưa đá đã khiến hai người ở Sơn La mất tích. 5.300 ngôi nhà, 30 trường học hư hại, Hà Nội ghi nhận hơn 250 cây bị gãy đổ, đè lên hàng chục ô tô xe máy sau cơn giông tối 20 tháng 4. Chia sẻ về nguyên nhân mưa đá giông lốc xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt ở nước ta cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, quá trình đối lưu sẽ càng diễn ra mạnh mẽ khiến dông lốc diễn ra với cường độ mạnh hơn. Các thiên tai đi kèm như gió giật, gió mạnh, xét cũng xảy ra nhiều hơn. Khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa nên tháng 4, 5 và đầu tháng 6 khả năng cao sẽ tiếp tục xuất hiện dông lốc, xét, mưa đá. Ông Hưởng nhấn mạnh, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên trú mưa dưới gốc cây, phòng trừ trường hợp cây xanh bật gốc gãy đổ và thậm chí dông lốc xét có thể đánh vào cây, ảnh hưởng đến sinh mạng. Khi có hiện tượng dông lốc, người dân nên tìm chỗ trú ẩn trong nhà, không đi ra ngoài trời. Ngoài ra, ông Hưởng khuyên người dân theo dõi thông tin thời tiết cập nhật trên hệ thống website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng để có phương án phòng tránh phù hợp.